Truyền hình Việt Đức, VDTV xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình doanh nghiệp cộng đồng của chúng tôi hôm nay có nội dung sau. Công ty Immobilien HD kỷ niệm 6 năm hoạt động của mình. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 6 năm, vào ngày 17 tháng 3 năm 2012, công ty Immobilien HD chính thức khai trương văn phòng bất động sản tại khu vực trung tâm thương mại Đồng Xuân ở Berlin. Từ ngày đó đến nay đã tròn 6 năm. Vậy trong 6 năm qua, công ty Immobilien HD do ông Trần Văn Dũng làm giám đốc đã đạt được những kết quả gì? Thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu về những hoạt động của công ty Immobilien HD, một doanh nghiệp bất động sản của người Việt Nam được thành lập và hoạt động ở Cộng hòa Liên bang Đức. Vâng ạ, thưa anh Dũng, tôi biết là thời gian của anh là rất là ít và anh rất bận công việc. Thì anh có thể nói một cái khái quát qua thôi là một ngày anh làm việc như thế nào để đáp ứng được cái nhu cầu của bà con cũng như là công việc của mình? Trên thực tế thì vì cái niềm vui cũng như là niềm hạnh phúc khi mà mình thực hiện được cái công việc, mà nhất là trong lĩnh vực bất động sản, khi mà mình thực hiện được cho bà con, cho khách hàng những ngôi nhà mảnh đất thì tôi rất lấy làm vui và hạnh phúc. Vậy nên trong cái thời gian giờ, ngoài cái câu chuyện công việc xã hội một chút, còn lại trong công việc ngành nghề thì tôi thường 12 đến 14 tiếng một ngày, cả ban ngày lẫn đêm. Cứ lái xe một mình như thế này và đi hết cả các nơi. Vâng, và cái năm đầu tiên thì một năm khoảng 74.000 cây. Nhưng mà sau đó cái tốc độ nó sẽ giảm dần, bởi vì không còn nhiều thời gian để đưa đi bà con đi xem các sản phẩm nữa, mà chủ yếu là xem ở trên màn hình và máy tính, cũng như là đi đến sự quyết định thì mới đưa được bà con đi xem. Vâng ạ, các bạn đang nghe thấy anh Dũng có tiết lộ với chúng tôi là một năm anh đi hết khoảng 70.000 km. Thử hỏi xem là ở trong cộng đồng của chúng ta, nếu không phải là những người chuyên làm nghề transport thì ai đã có thể đi vào cái quãng đường dài đến như vậy? Vâng, và ở đây thì khu vực mảnh đất lớn này nó nằm ở gần khâu Lis, khâu Netto và khâu River. Và ở đây công ty chúng tôi cũng may mắn đã bán được cho 6 khách hàng là người Việt. Và trong 6 ngôi nhà của người Việt Nam được giao dịch thành công ở đây, thì chúng tôi nhận thấy có một ngôi nhà Việt Nam đã kết hợp mô hình giữa nhà và cửa hàng. Tại một khu vực khác, ông Trần Văn Dũng, giám đốc công ty Immobilien HD chỉ chúng tôi biết. Đây là khu đất có thể chia làm 2 lô cho 2 căn hộ. Khu đất này do công ty HD của ông quản lý và hiện nay đã có 2 gia đình người Việt Nam đặt mua. Còn đây là một căn nhà của người Việt Nam vừa mới xây xong, đang tiến hành hoàn thiện. Trên đường Khuepenike, chúng tôi may mắn được đến thăm một gia đình của người Việt Nam. Anh tên là Hạnh, mới chuyển đến ngôi nhà này. Trong nhà của anh có cả bể bơi và bể cây cảnh. Phía mặt tiền ngoài đường phố là một cửa hàng bán hoa. Theo anh Hạnh cho biết thì đây là một cửa hàng của người Đức đã có thâm niên 20 năm. Và nhờ có công ty Immobilien nên anh đã mua được căn hộ độc đắc này. Vâng ạ, anh đã mua được cái ngôi nhà này lâu chưa? Em mua cái ngôi nhà này được 8 hay được 2 năm. À, được 2 năm rồi. Nhưng là khi mình mua bên tìm điểm, nhưng mà cái khó khăn nhất là cái mặt nhà bán ra đi một cái thủ tục chạy thơ. Và anh dùng đến là người làm thôi. Cho nên là mọi việc anh đi, anh đi đường đi đến đó rất thuận lợi, rất là nhanh luôn. Vâng. Nếu như mình không biết thì mình chạy đi rất là khó khăn. Rồi. Anh làm được cả rồi, thứ nhất là phải chỉ không việc của anh như thế thôi. Thứ hai, trách nhiệm của anh đối với em nữa. Cho nên đến đâu làm được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện của anh Hạnh, thì chúng ta thấy rằng với trách nhiệm của anh Dũng, một giám đốc công ty bất động sản Immobilien, và cái tinh thần trách nhiệm của mình với bà con cộng đồng là hết sức chu đáo. Và chính sự chu đáo đấy mà cộng đồng người Việt Nam, những người có nhu cầu mua nhà, mua đất, đặt niềm tin và gửi ấm sự giao dịch của anh. Mỗi lần giao dịch thành công là một lần ghi dấu ấn đối với các doanh nghiệp, các công ty Immobilien của Đức. Theo chúng tôi được biết, hiện nay công ty Immobilien HD có tới 40 khách hàng là các doanh nghiệp của Đức thường xuyên cung cấp sản phẩm cho công ty HD để giao dịch mua bán. Và khi nguồn cung càng phong phú thì sự lựa chọn của khách hàng càng dễ hơn và giao dịch thành công càng nhiều hơn. Theo bật mí của anh Trần Văn Dũng cho chúng tôi được biết, thì gần đây các công ty Immobilien của Đức đã giao cho anh những object, những căn hộ, những khu đất, những biệt thự có giá trị nhiều triệu euro.
quý vị và các bạn, để có độ tin cậy với khách hàng, kể cả người bán và người mua, là câu chuyện không dễ dàng. Nhất là đối với một người có điểm xuất phát như anh Trần Văn Dũng. Sau 2 ngày chúng tôi rong ruổi đi chụp nhưng vẫn chưa hết các công trình mà anh Trần Văn Dũng, công ty Immobilien HD đã giao dịch bán cho các khách hàng, thì chúng tôi mới mường tượng phần nào đó sự thành công của công ty HD trong thời gian vừa qua. Một thời gian không dài nhưng đã giúp cho gần 100 gia đình người Việt Nam có nhà ở, an cư lập nghiệp ở Cộng hòa Liên bang Đức, và tư vấn giúp đỡ cho hàng trăm người Việt Nam khác đang có ý định mua nhà, mua đất, mua căn hộ. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó thật có ý nghĩa biết bao. Thưa quý vị và các bạn, theo chúng tôi được biết, thì tình hình thị trường bất động sản ở Berlin cũng như ở Cộng hòa Liên bang nói chung đang sốt. Đặc biệt là nhu cầu mua nhà ở, mua căn hộ của người Việt Nam càng ngày càng tăng. Điều đó cũng nói lên sự ổn định và cuộc sống của bà con ta ngày càng tốt hơn, an cư lạc nghiệp hơn. Với công ty HD và ông Trần Văn Dũng thì hiện nay lại có thêm một cánh tay phải nữa, đấy chính là người con trai của ông, anh Trần Đức Mạnh. Một sinh viên đang học ở trường đại học nhưng đã theo nghiệp bố thành lập công ty quản lý và kinh doanh bất động sản. Có thể nói đây là lớp hậu duệ tuyệt vời. Chúng tôi tin tưởng rằng công ty HD và công ty Việt Đức sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, giúp đỡ và tạo điều kiện thêm cho nhiều người Việt Nam có nhà ở để an cư lạc nghiệp ở Cộng hòa Liên bang Đức hơn nữa. Thay mặt những người làm chương trình, nhà báo Huy Thắng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.